Lúc đó mới gặp cô chú. Vâng. Mẹ. Mẹ. Cái này đã có từ rất lâu rồi, bà nên thử nó. Nên, đừng có làm tôi mất mặt đấy. Hai đứa này đẹp đôi ra phết nhỉ. Nhưng mà con bé đi làm suốt thì... Úi giời. Sao con không trả lời? Thưa quý vị, nhân dịp trọng đại này, tôi có một món quà quý xin được gửi tặng ông bà thông gia. Cảm ơn bà. Cao hổ cốt này rất tốt cho sức khỏe. Sử dụng thuốc có thành phần từ hổ và các loài động vật hoang dã đã không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Hãy sống văn minh, không tiêu thụ các sản phẩm từ hổ và các loài động vật hoang dã khác.